Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio và úi xời. À, dựng đứng lên nhìn cũng chất lượng phết, đừng có đùa. Đây là iPhone 12 Pro Max mà mình đang sử dụng. Và cách đây khoảng 7-8 tháng gì đó, mình cũng đã từng chia sẻ về những điều mà mình không ưng trên con iPhone 12 Pro Max này. Và mình muốn làm lại cái bài đó sau một khoảng thời gian rất dài mà mình đã sử dụng cái điện thoại này. Đó, tính đến bây giờ là mình dùng cái máy này được cỡ khoảng tầm 9 tháng rồi các bạn. 9 tháng thế thì nó phục vụ được cho mình những cái gì? Nó phục vụ được cho mình cái nhu cầu giải trí, social, Facebook này, xem video YouTube này, chơi game, cụ thể hơn là game Liên Quân này, rồi chụp hình, quay video, làm video TikTok các thứ. Nói chung thì với những thứ mà các bạn cứ hiểu là nó được sinh ra để phục vụ đến thì nó làm quá tốt. Nhưng bên cạnh đó cũng có những thứ không ngon. Và mình muốn rằng trong thế hệ iPhone sắp tới, Apple sẽ có thể khắc phục được những thứ này để những người như mình có thể làm được nhiều thứ hơn trên cái điện thoại này, có thể sử dụng nó với nhiều mục đích khác nhau hơn nữa. Và không để các bạn đợi nữa, bắt đầu kỹ hơn nhé. Let's go. Trước khi bắt đầu kỹ hơn vào nội dung của video thì đừng quên tất cả những sản phẩm Apple chính hãng Venezuela đang có mức giá rất tốt tại Sale.net. Các bạn có thể click vào đường link ở phía bên dưới để cập nhật một cách cụ thể hơn. Và đừng quên chương trình mua nhiều giảm nhiều với rất nhiều món phụ kiện được ưu đãi giá cực kỳ hấp dẫn đang có mặt tại đây nhé. Cái vấn đề đầu tiên nó chính đến từ việc iOS càng về sau này có những phiên bản càng ngày càng thiếu ổn định. Và có những cái phiên bản khiến cho cái máy này của mình này nó như một con quái vật nhưng lại bị nép nó lại thành như kiểu con gà con đấy các bạn. Các bạn có nhớ cái video hôm mình chia sẻ là con này trong một cái buổi stream Liên Quân của mình nó bị drop FPS xuống chỉ có 15 FPS không? Các bạn có nhớ cái phiên bản iOS hồi đấy mình chia sẻ là iOS 14.5.1 không? Trời ơi, đấy. Tức là cái vấn đề ở đây đó là chúng ta bỏ ra một số tiền rất lớn cho những cái điện thoại quá đắt tiền như thế này. Đồng ý là nó sẽ sử dụng được trong một khoảng thời gian rất là dài và Apple sẽ hỗ trợ cập nhật cho những thiết bị này một cách rất là lâu, nhiều bản cập nhật phần mềm. Nhưng cái mà mình cũng như rất nhiều người hiện nay đang nhìn vào đấy là sự thiếu ổn định của những phiên bản iOS mới. Trước đây thì những phiên bản iOS mới ra thì mọi người sẽ rất là tò mò, đấy là lên để mà trải nghiệm. Nhưng cách đây đâu đó tầm khoảng vài năm, đâu đó cách đây tầm khoảng 2-3 năm gì đấy, thì cái câu hỏi mỗi khi phiên bản iOS mới được đặt ra đấy là phiên bản đấy có tốt hay là không, có nên lên hay là không, pin có bị tụt hay là không, hiệu năng có bị tụt hay là không, hay là lỗi lầm gì nhiều hay là không, cho dù đấy là phiên bản chính thức hay là phiên bản beta. Và điều này thể hiện một điều, nâng cấp phần mềm lên nhiều, đồng loạt tất cả những thiết bị, nhưng sự ổn định thì ngày càng ngày một thiếu đi. Và những cái điện thoại như thế này 30 triệu hơn như thế, mình đánh giá đây là một cái trải nghiệm cực kỳ tệ. Mà trong cái đó với những cái Android ấy, nó khác lắm các bạn. Bây giờ Samsung có bản gì mới mình cứ tự tin mình update, Oppo có bản gì mới mình cứ thế mình lên. Đặc biệt Google Pixel mà có bản gì mới để auto luôn, không việc gì phải suy nghĩ. Trong khi đó với con điện thoại này thì hầu như là mình sẽ phải tắt cái update phần mềm này đi. Nhưng mà chẳng qua cái máy này của mình thì mình không sử dụng cái phiên bản beta nên cái bịch bật hết lên thôi. Chứ máy của vợ mình này, máy của mấy thằng bất hảo trong cái studio được của mình này, tắt hết. Các bạn hiểu vấn đề rồi đúng không? Rõ ràng iOS là cái thứ đầu tiên mình không thể nào hài lòng được trên một cái điện thoại đắt tiền như thế này. Đấy là mình đang dùng con này thì mình nói về con này, còn những cái máy khác thì mình không rõ. Nên là nếu như các bạn cũng gặp cái tình trạng tương tự thì comment xuống bên dưới. Còn nếu các bạn cảm thấy hài lòng thì cũng comment luôn các bạn hài lòng ở cái máy gì nhá. Điều thứ hai không hài lòng đấy là không có hệ thống tản nhiệt. Cái vấn đề này thì nó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của từng người khác nhau. Ví dụ như bản thân mình nhá, thì mình không quá chơi những cái tựa game nặng như là kiểu Genshin Impact nên là nó cũng không phải là một cái vấn đề quá lớn đối với bản thân mình. Thế nhưng mà mình cũng đã từng có những hôm mình chơi Liên Quân đâu đó tầm khoảng 3 tiếng trên con điện thoại này. Và đương nhiên là khi mà đã chơi Liên Quân trên một cái máy đắt tiền như này thì chúng ta sẽ luôn luôn có cái trải nghiệm đấy là max setting. Và khi max setting á, chơi đến tiếng tầm thứ hơn 2 tiếng thôi là phần viền này bị nóng lên rất là nhiều. Và nếu như trong quá trình mà mình chơi game ấy, mà mình còn live stream nữa, tức là mình cast hình ảnh lên trên máy tính ấy, thì máy sẽ còn nóng bị nhiều hơn nữa cơ. Và lúc này những hiện tượng đấy là tụt FPS cực kỳ dễ dàng xảy ra. Đấy là mình còn ngồi trong phòng điều hòa, phòng mát mẻ, dễ chịu. Nếu như các bạn mà chơi trong những môi trường nó nóng nóng một chút xíu
Đơn giản là các bạn ngồi trong phòng bình thường mà không có điều hòa, chỉ là quạt gió thôi, thì nhiệt độ cũng đã khoảng tầm 30+ độ rồi ấy, thì nó cũng sẽ bị nóng lên cực kỳ nhanh. Và phản ánh của rất nhiều anh em á, đấy là chơi game trên con iPhone 12 Pro Max này, chỉ cần chơi vài tiếng liên tục thôi là nó bị nóng lên cực kỳ nhiều. Trải nghiệm ở cái phần khung viền này khi cầm nắm cực kỳ khó chịu, và máy cũng sẽ gặp cái hiện tượng sụt FPS là cực kỳ nhiều luôn. Đó, cái vấn đề này thì nó là vấn đề muôn thuở của Apple rồi. Trước đây nếu như các bạn để ý, có những con máy mà nó không có hệ thống tản nhiệt tốt đó, nhưng cái hồi đấy cái hiệu năng của máy cũng không đến mức độ quá cao, không phải sinh ra quá nhiều nhiệt, cũng như là những cái tựa game thời điểm đó nó không thực sự nó quá nặng. Ví dụ như là thời điểm con iPhone 8 Plus rồi lên con iPhone 10S, 10S Max các thứ đó, thời điểm đấy thì đâu có ai phàn nàn quá nhiều về cái vụ máy nóng đâu. Hồi đấy chơi những game như là Liên Quân nó còn nhẹ, chơi trên những cái máy đó phải gọi là mắc tầm về độ ngon luôn. Thế nhưng bây giờ thì câu chuyện khác hoàn toàn, đồ họa game ngày càng một nặng. Đấy, những cái máy này thì càng một mạnh hơn. Các bạn cứ hiểu mạnh thì nó sẽ sinh ra nhiều nhiệt trong quá trình các bạn sử dụng, đặc biệt là khi phải lốt nặng trong khoảng thời gian dài. Thì thế nên mới sinh ra cái việc mà cần có những cái hệ thống tản nhiệt tốt để đưa nhiệt ra bên ngoài được một cách tốt hơn. Và các bạn có thể sử dụng những cái công cụ, ví dụ như quạt tản nhiệt ở bên ngoài, để chúng ta có thể tản nhiệt cho cái máy này một cách tốt hơn, giúp cho các bạn trải nghiệm game ngon hơn. Nhưng con này thì nó không hề có những hệ thống như thế. Thế nên là kể cả nhiều bạn mà có sử dụng như quạt tản nhiệt mà nó bình thường, hoặc là nhiều bạn thốc cẳng cái quạt vào đây ấy, nó cũng chỉ giảm tải được một phần, nó không thể nào xử lý được triệt để khiến cho cái máy nó mát mẻ hơn. Vấn đề nói chung là hệ thống tản nhiệt của iPhone này rất là cùi, và với cái tầm giá như thế thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái điểm khiến cho mình cũng như rất nhiều bạn khác cực kỳ khó chịu, đồng ý không? Cái không hài lòng thứ ba đó là sạc pin. Nếu nói cho con này mà không có sạc nhanh thì là nó sai. Con này có sạc nhanh, power delivery 20W, và đồng ý là trong khoảng 50% đầu tiên nó sạc nhanh. Thậm chí có rất nhiều anh em chia sẻ tầm khoảng 70% nó vẫn sạc nhanh. Thế nhưng để sạc đầy được viên pin của cái máy này thì nó vẫn mất đâu đó tầm khoảng 1 tiếng 40 phút. Và so sánh với thế giới smartphone ở thời điểm hiện tại ấy, thì đây là một cái thời gian sạc quá lâu. Và mình nghĩ rằng sẽ phải thay đổi. Không thay đổi ạ, thì rõ ràng đây là một cái điểm mà khiến cho người dùng cảm thấy sẽ cực kỳ khó chịu. Bởi vì thế giới bây giờ phẳng rồi, thế giới công nghệ nó phẳng rồi. Samsung ít nhất bây giờ cũng phải tầm 25W rồi. Với quan trọng là cái thời gian sạc của Samsung nó tối ưu lại để sạc nhanh trong khoảng thời gian rất là dài. Còn quay sang thế giới sạc nhanh của những chiếc điện thoại đến từ Trung Quốc đi. Trời ơi, Oppo này, Huawei này, Xiaomi này, Realme này, nó quá nhanh rồi các bạn. Khi mà công nghệ về pin chưa thể nào nâng cấp được nhanh thì công nghệ sạc sẽ là một cái thứ thay thế hoàn hảo. Con này nếu nói về pin trâu, nó sẽ chỉ thực sự trâu nếu như các bạn sử dụng những cái bình thường. Nó không hề trâu nếu như các bạn giải trí, các bạn chơi game trên nó. Thế nên sạc nhanh sẽ là một cái công cụ rất cần thiết dành cho những bạn nào chơi game với những chiếc điện thoại như thế này. Mà sạc của nó thì cũng không hề nhanh. Thế nên thực tế nếu so sánh về cái trải nghiệm sử dụng ạ, ví dụ như là con Black Shark 4 sạc 120W, không có tuổi để con này so sánh. Hay so sánh với Oppo Super VOC 2.0 65W, nó cũng không hề có cửa. Thậm chí Realme còn mới giới thiệu cái công nghệ sạc siêu nhanh không dây. Không dây đấy các bạn. Con này cũng không có cửa. Vậy nên vấn đề sạc cũng là một thứ mình không ưng trên nó. Đấy còn chưa kể toàn bộ thế giới dùng cổng USB Type-C thì Lightning trên cái điện thoại này cũng lại là một thứ khiến mình không thể hài lòng được. Và đây cũng là vấn đề tiếp theo. Các bạn cứ hiểu là trong một cái thế giới điện thoại bây giờ, thằng nào mà nó lạc loài thì thằng đấy cảm giác cứ như kiểu là bị khẻ lạnh. Đây, một mình nó sử dụng Lightning. Đồng ý là Lightning có rất nhiều cái tiện lợi, và nó là thuộc hệ sinh thái của Apple, thì nó cứ đứng một mình một cõi thì cũng không sao. Phụ kiện Lightning bây giờ cũng cực kỳ là nhiều. Nhưng mà đến ngay cả iPad, đến ngay cả MacBook cũng chuyển sang cổng USB Type-C. Những chiếc điện thoại như Samsung, Oppo, Huawei, Realme, Xiaomi các thứ chuyển sang Type-C hết rồi. Mình kết nối đến những cái món phụ kiện ngoại vi bên ngoài một cách cực kỳ dễ dàng. Kết nối đến những cái hub, những cái đầu độc thẻ, mọi thứ đều cực kỳ đơn giản. Con này không sử dụng được bất cứ một thứ gì cả. Thế này cảm giác nó cứ kiểu sao sao các bạn. Tức là khi mình đi ra đường, tập trung hết vào một cái cổng USB Type-C thôi, đỡ phải mang thêm dây sạc các thứ, thậm chí như củ sạc các thứ chỉ cần tích hợp một sợi cáp thôi, nó vừa gọn vừa đẹp, vừa tiện ích. Hay cái tiêu chuẩn sạc nhanh theo cái power delivery bây giờ nó cũng phổ biến toàn cầu rồi. Đó, cái cuối cùng mình không ngừng đó là Face ID. Face ID là cái công nghệ mà ai cũng thích khi không có dịch Covid. Còn bây giờ có dịch, đi đâu cũng cần phải khẩu trang. Mà các bạn cũng biết là tình trạng của Việt Nam bây giờ như thế nào rồi đúng không? Vẫn biết là bây giờ mình ở nhà là chính, cắm mặt ở trong nhà, không có đi ra ngoài đường. Thế nhưng mà đôi khi mình phải đi xuống dưới nhà để mình lấy đồ, Face ID
khó chịu không? Hay nếu như mình sử dụng những cái ứng dụng liên quan đến tiền vào đây ấy, thực ra cái máy này của mình lắp cái sim Viettel, mình vẫn sử dụng Viettel Pay ở đây và vẫn sẽ có một vài trường hợp mình cần phải dùng đến cái Viettel Pay này. Và những lúc như thế thì bắt buộc mình phải kéo khẩu trang xuống. Nếu như ở trong những nơi mà nó chỉ có vài người, mình đứng cách xa ra thì không sao, nhưng mà trong những nơi mà đông người gõ password thì sợ lộ, kéo khẩu trang xuống thì sợ dính bệnh, xoắn não vãi cả đạn luôn, như mấy ông Samsung, như mấy ông Xiaomi cái thứ gì đấy, bấm vào cái màn hình cái vậy là xong. Thế nên mình mong rằng trong thế hệ tiếp theo có thể Apple hãy tích hợp thêm một cái option vân tay vào đây đi. Face ID quá đỉnh, quá xịn, quá tiện lợi rồi, nhưng hãy có thêm Touch ID, có thêm cảm biến vân tay để người dùng có quyền lựa chọn thêm thế nha. Rồi, và đó là những cái chia sẻ của mình về iPhone 12 Pro Max sau khoảng một thời gian rất dài mà mình sử dụng nó. Đương nhiên là cái mục đích sử dụng thì mỗi người sẽ là khác nhau. Đấy là mình còn chưa nói về vụ hai sim cực kỳ ngu, vụ sóng cực kỳ chập chờn, nên là rất nhiều vấn đề khác xoay quanh về cái vấn đề trải nghiệm sử dụng liên quan đến nghe gọi. Tại vì nói luôn là mình không sử dụng cái máy này làm cái máy chính nghe gọi cho công việc của bản thân mình, nên mình không đánh giá về những thứ đó. Mình sẽ chỉ đánh giá nó dựa trên cái trải nghiệm liên quan đến nhu cầu công việc, social media, video, rồi liên quan đến nhu cầu giải trí mà thôi. Và đấy là những thứ mình không hài lòng. Vậy các bạn nghĩ sao? Các bạn có đang sử dụng chiếc điện thoại này cũng như những sản phẩm khác của Apple hay là không? Hãy comment chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới nhé. Đừng quên ở thời điểm này thì iPhone 12 Pro Max cũng như iPhone 12 series hàng chính hãng vẫn đang có mức giá rất tốt tại Sale.net. Và đừng quên chương trình mua nhiều, giảm nhiều đang có mặt tại đây nhé. Link sẽ ở phía bên dưới, mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.